Tại Quảng Ngãi, từ đêm qua cho đến sáng nay đã không còn mưa lớn, nước đã rút trên các sông. Chính quyền và người dân đang khẩn trương khắc phục hậu quả của mưa lụt. Hiện nay, lũ trên cả con sông tại tỉnh Quảng Ngãi đang xuống chậm và ở mức báo động 2. Dự báo trong 6 đến 12 giờ tới, lũ sẽ tiếp tục giảm và sẽ dao động ở mức báo động 1. Cho đến thời điểm này, thiệt hại do bão lũ gây ra tại tỉnh Quảng Ngãi là 23 căn nhà bị sập và tốc mái, 5 trường học bị hư hỏng, tình trạng sạt lở đất gây ách tắc và chia cắt nhiều tuyến đường, tỉnh lộ và đường liên thôn liên xã. Nhiều công trình thủy lợi, diện tích hoa màu bị ngập úng và hư hỏng. Về người, mưa lũ đã làm 2 người mất tích, 1 người bị thương. Hiện công tác tìm kiếm người cứu nạn vẫn đang được lực lượng chức năng tiến hành khẩn trương. Thời tiết tại Quảng Ngãi trong lúc này đây đã quang tạnh. Các hồ chứa đã tích nước trên 72% dung tích. Hiện Quảng Ngãi đã chỉ đạo các hồ chứa xả lũ để đón lũ trong những ngày tới.